Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Loạt UAV tấn công dồn dập Nga bị tập kích mạnh nhất từ đầu xung đột. Nga đã ghi nhận được tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ nước này kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu nổ ra. Hàng loạt khu vực trong lãnh thổ Nga bao gồm Moscow, Orion, Razan, Vyants, Kaluga và Pskov đã bị máy bay không người lái UAV nhắm mục tiêu trong ngày 30 tháng 8. Chính quyền Nga chưa báo cáo bất kỳ tổn thất về người nào và tuyên bố ngăn chặn gần như tất cả các cuộc tấn công. Đây được xem là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2 năm ngoái. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã chặn một máy bay không người lái ở quận Ruzha khi phương tiện này đang bay tới Moscow. Để đảm bảo an ninh, cả bốn sân bay ở Moscow đều tạm thời dừng hoạt động. Theo ông Sobyanin, không có tổn thất về người hoặc thiệt hại được báo cáo vào thời điểm tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã chặn 3 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Ryazan trong trận tập kích, khiến một tòa nhà hành chính bị hư hại. Ngoài ra, một máy bay không người lái khác trên vùng Orion cũng bị đánh chặn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Kaluga, trong khi hai cuộc tấn công khác bằng UAV cũng bị ngăn chặn ở vùng Ryazan. Tại Piskov, nơi cách Ukraine khoảng 600 km về phía Bắc, máy bay không người lái cũng tấn công một sân bay vào tối ngày 29 tháng 8, làm hư hại 4 máy bay quân sự IL-76 và khiến cho tất cả các chuyến bay bị hủy, hỏa hoạn bùng phát tại sân bay sau vụ tấn công. Thống đốc vùng Peskov Mikhail Vesdenikov cho biết tất cả các chuyến bay vẫn bị hủy cho đến ngày 31 tháng 8, để xác minh thiệt hại có thể xảy ra đối với đường băng. Ukraine xác nhận các máy bay đã bị phá hủy ở Peskov nhưng không bình luận thêm về vụ việc. Kiev thường không từ chối bình luận về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù Ukraine tuyên bố có quyền tấn công các mục tiêu quân sự. Bốn máy bay vận tải IL-76 đã bị phá hủy tại một sân bay ở Pinskow, không thể sửa chữa. Ngoài ra, một số máy bay khác bị hư hại, nhưng thông tin đang được kiểm tra. Andriy người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, nói Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố, Nga đang tìm hiểu các UAV được phóng từ đâu để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine. Bà Zakharova cho rằng các UAV này không thể bay được ở khoảng cách xa như vậy nếu không có thông tin từ các nước phương Tây. Cùng ngày, giới chức Ukraine xác nhận thủ đô Kiev đã trải qua đợt không kích dữ dội nhất kể từ mùa xuân, do các tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Trận không kích khiến ít nhất hai người không qua khỏi tại Ukraine. Tướng Vadery Zaluni, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, Nga đã phóng 28 tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm 29 tháng 8, dạng sáng 30 tháng 8. Tất cả các tên lửa đều bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn. Tướng Zaluny nói thêm rằng Ukraine còn phá hủy 15 trong số 16 máy bay không người lái do Nga phóng vào các mục tiêu tại Ukraine trong trận tập kích hôm nay. Lý do khiến Nga tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander-M Sản lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M sẽ tăng gấp nhiều lần trong thời gian tới nhờ vào hiệu quả tên lửa này thể hiện ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc sản xuất hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đang được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Thông tin trên được ông Sergei Pitikov, giám đốc điều hành của Cục Thiết kế Chế tạo Máy, công ty chịu trách nhiệm sản xuất các hệ thống tên lửa xác nhận tại diễn đàn AMI 2020. Cũng tại diễn đàn này, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã được giao hợp đồng bổ sung để sản xuất thêm các hệ thống tên lửa Iskander M. Nhu cầu gia tăng này phần lớn là do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và căng thẳng với NATO leo thang, nhưng trước hết là tính hiệu quả của Iskander M trong thực chiến lực lượng vũ trang nga đã có một kho dự trữ tên lửa iskander m rất lớn tuy nhiên phần lớn trong số này là để sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra với nato do đó nga hạn chế sử dụng iskander m trong cuộc xung đột ở ukraine quân đội nga chỉ sử dụng iskander m tấn công các mục tiêu quan trọng sử dụng chiến đấu hạn chế trong quá khứ Trước đó, tên lửa Iskander cũng chỉ được sử dụng hạn chế trong vài cuộc chiến, đặc biệt là trong xung đột Nga-Georgia năm 2008, ở Syri năm 2017. Đáng chú ý là tính năng của hệ thống tên lửa này rất giống với tên lửa đạn đạo OTR-23 Oscar mà Liên Xô trước đây sản xuất, đặc biệt biến thể OKU. Sau khi tách ra từ Liên Xô vào năm 1991, Nga đã cố gắng đưa hệ thống tên lửa Iskander U, U vốn đang trong giai đoạn phát triển đi vào hoạt động nhanh chóng mà không phải thực hiện thêm bổ sung đáng kể nào. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng hệ thống tên lửa Iskander M có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với OKU. Thậm chí, họ còn khẳng định Iskander M chính là OKU chỉ thay đổi thương hiệu và được tái sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga thời kỳ hậu Xô Iskander M không có đối thủ. Khi nói đến hiệu suất chiến đấu, Iskander M hầu như không có đối thủ nào có thể so sánh, ngoại trừ một số hệ thống tên lửa tương tự do Trung Quốc, Triều Tiên phát triển dựa trên OTR-23UK. Các nhà phân tích quốc phòng Thụy Điển đã nhấn mạnh những khả năng độc đáo của hệ thống này và khẳng định Iskander M mang lại năng lực quân sự hoàn toàn mới. Họ lưu ý rằng quỹ đạo của tên lửa không hoàn toàn bay theo kiểu đạn đạo mà nó có khả năng thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay. Iskander M có tốc độ bay rất ấn tượng khi giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đạt vận tốc từ 2 đến 3 km trên giây, tương đương với Mach 5,8 đến 8,7. Cũng theo nhận xét của các nhà phân tích quốc phòng Thụy Điển, việc đánh chặn một tên lửa di chuyển nhanh như vậy là rất khó khăn, đòi hỏi phải có những hệ thống phòng không tiên tiến, tốc độ xử lý siêu thanh mới có thể đánh chặn được chúng. Sức mạnh quân sự NATO đặt ra thách thức đáng kể đối với Nga, khiến nước này gặp bất lợi đáng kể. Do đó, Nga nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược trong việc tăng cường phát triển các hệ thống tên lửa đất đối đất như là Iskander M để duy trì khả năng tấn công cần thiết. Cách tiếp cận này là một phần quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Nga, khẳng định Nga vẫn là một thế lực đáng gờm trên trường quốc tế. Tên lửa Iskander M, tên lửa Iskander M, NATO định danh gọi là SSX26 là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch chiến thuật hiện đại được trang bị trong quân đội Nga từ năm 2006. Đây là tên lửa đẩy một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh, chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn. Đầu đạn 380 kg có thể bay trên độ cao 50 km. Iskander M được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau như bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không, các trung tâm chỉ huy kiểm soát và tên lửa của đối phương. Iskander M có tầm bắn lên tới 500 km và có khả năng mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm cả thông thường và hạt nhân. Khi được triển khai, các tên lửa có thể được phóng trong 16 phút từ một bệ phóng di động. Tên lửa thứ hai có thể được phóng trong thời gian chỉ chưa tới một phút sau khi tên lửa trước đó được phóng thành công. Tên lửa Iskander M có một số đặc tính kỹ thuật đáng chú ý, đặc biệt là tính cơ động cũng như độ chính xác cao với sai số được sản xuất công bố chỉ dưới 5 mét. Ngoài ra, tên lửa có khả năng thực hiện các động tác lẩn tránh trong khi bay, khiến nó rất khó bị đánh chặn Điều đáng sợ nhất là hệ thống tên lửa Iskander M có khả năng mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm cả thông thường và hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân mà tên lửa có thể mang theo được cho là loại chiến thuật công suất thấp với đương lượng nổ dưới 50 kiloton, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu quân sự, nơi tập trung binh lực, sở chỉ huy cũng như bệ phóng tên lửa. Với độ chính xác cao và sức công phá lớn, Iskander M được đánh giá là có thể giúp Nga tạo nên sức mạnh gian đe rất lớn trước bất kỳ hệ thống vũ khí nào của đối phương. Hiện nay, ngoài tên lửa siêu thanh Kinza thì tên lửa Iskander là vũ khí chiến thuật khó bị đánh chặn nhất trong kho tên lửa của Nga. Ukraine đề nghị phương Tây cung cấp tiền để tổ chức bầu cử. Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã đề nghị phương Tây cung cấp tiền để Ukraine tổ chức bầu cử. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng những người phương Tây kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử khi đang xung đột với Nga nên sẵn sàng chi hàng triệu đô la Mỹ và chấp nhận rủi ro trên tuyến đầu để đảm bảo rằng các lá phiếu là hợp pháp. RT đưa tin phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Zelensky đề cập đến những lời chỉ trích ở phương Tây về việc đình trệ các cuộc bầu cử ở Ukraine và đưa ra chi phí tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới. Nhà lãnh đạo Ukraine đặc biệt nhắc đến bình luận của Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham trong chuyến thăm Kiev mới đây. Tôi hỏi ông ấy, ông có sẵn sàng cho tôi 5 tỷ không? Tổng thống Zelensky nói, mô tả cuộc trò chuyện của ông với chính trị gia Mỹ. Tổng thống Zelensky không làm rõ loại tiền tệ mà ông đang đề cập đến, nhưng 5 tỷ hivina của Ukraine sẽ tương đương với khoảng 135 triệu đô la Mỹ. Số tiền này cũng phù hợp với ước tính gần đây của chính quyền Ukraine về chi phí tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Ông Zelensky gợi ý thêm rằng mức hỗ trợ cần thiết còn có thể cao hơn. Ukraine không thể tổ chức bầu cử hợp pháp trong tình trạng thiết quân luật. Thượng nghị sĩ Graham đã thảo luận về tình hình này trong cuộc họp báo ở Kiev, nói rằng ông muốn Ukraine có một cuộc bầu cử tự do và công bằng ngay cả khi trong xung đột. Tổng thống Zelensky tuyên bố đã giải thích tình hình với ông Graham và thượng nghị sĩ Mỹ đồng ý với lập luận của ông. Tổng thống Ukraine cho biết ông sẽ không phản đối một cuộc bầu cử với điều kiện các quốc gia phương Tây sẵn sàng gia hạn nguồn tài trợ cần thiết và nếu Quốc hội Ukraine sửa luật cho phù hợp. Vì sao xe tăng Leopard chưa giúp Ukraine thay đổi cục diện cuộc phản công? Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân xe tăng Leopard do Đức sản xuất mà phương Tây viện trợ cho Ukraine chưa giúp Kiev đạt được thành tựu như kỳ vọng trong cuộc phản công. Chuyên gia Ern Ramerson, trung tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu nhận định, màn trình diễn chưa hiệu quả của xe tăng Leopard trên tiền tuyến có thể làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall. Trước khi Leopard được chuyển cho Ukraine, phương Tây kỳ vọng xe tăng này có thể giúp thay đổi cuộc chơi. Nhưng theo ông Ramosin, điều này dường như chưa xảy ra. Theo truyền thông Mỹ, dựa theo dữ liệu của Ukraine, Kiev đã nhận được 71 xe tăng Leopard 2 mà phương Tây cam kết. Trong số đó, 5 chiếc đã bị phá hủy hoàn toàn và ít nhất 10 chiếc khác bị hư hỏng nặng cần phải được đưa tới cơ sở sửa chữa ở Ba Lan và Đức. Ukraine được phương Tây hứa hẹn sẽ cung cấp 104 chiếc Leopard 2 với nhiều biến thể khác nhau. Phần lớn trong số đó là phiên bản cũ với cấu tạo tháp pháo kém uy lực hơn so với các mẫu đời mới. Hiện chưa rõ bao nhiêu xe tăng Leopard 2 đã tham gia vào cuộc phản công từ tháng 6 tới nay, nhưng ông Ramussen nhận định các vũ khí này chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Tôi không nghĩ rằng hầu hết các hệ thống của NATO đã được chuẩn bị cho quy mô chiến sự mà chúng ta đang trải qua, số lượng lớn đạn pháo và các cuộc đối đầu bằng xe tăng, cũng như các cuộc chạm trán trên chiến trường không giống như ở Afghanistan, Libya, Iraq và Syria, ông cho hay. Theo ông, nếu xét toàn bộ mọi yếu tố của cuộc chiến lần này, không thể có một hệ thống vũ khí đơn lẻ nào có thể quyết định tới cục diện chiến sự. Ông Ramosan nhận định trong các cuộc xung đột trước đây ở Trung Đông, xe tăng Leopard chưa từng phải đối mặt với các điều kiện tác chiến như ở Ukraine. Leopard lần đầu trình làng vào năm 1970 và kể từ đó tới nay, hoạt động tác chiến đã có những sự thay đổi đáng kể. Điều kiện tác chiến đã thay đổi, đạn dược cũng đã thay đổi và Leopard cần phải có những thay đổi ở quy mô lớn. Dựa vào những năng lực quân sự mà Nga sở hữu, tôi không chắc Leopard có thể được xem là vũ khí thay đổi cuộc chơi, ông nhấn mạnh. Theo ông, khi tham chiến ở Ukraine, Leopard đã xuất hiện các vấn đề như không đủ lớp thiết giáp, súng hoạt động chưa hiệu quả, khả năng cơ động chưa đủ cao, trong những tuần đầu tiên của cuộc phản công ukraine đã triển khai các vũ khí khí tài do phương tây sản xuất tìm cách xuyên phòng tuyến của nga tuy nhiên kết quả không được như kỳ vọng ngoài nguyên nhân khách quan là phòng tuyến kiên cố của nga một lý do chủ quan mà giới quan sát chỉ ra rằng là binh sĩ ukraine đang không được huấn luyện đầy đủ để sử dụng vũ khí phương tây nhằm đối phó với nga nói một cách dễ hiểu hơn là binh sĩ ukraine đang chỉ có vài tuần để tìm hiểu về loại vũ khí hoàn toàn mới được chế tạo theo chuẩn nato trong khi họ phải cần vài tháng để có thể sử dụng chúng thành thạo trước mọi tình huống trên chiến trường. Ukraine đã được cung cấp các phương tiện chiến đấu bọc thép Bradley tiên tiến của Mỹ, thiết giáp chở quân và xe tăng Leopard của Đức. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện quân nhân Ukraine sử dụng các vũ khí này khá ngắn, vào khoảng 8 tuần. Các chuyên gia cho rằng khoảng thời gian này là chưa đủ để Ukraine có thể lột xác thành những đơn vị cơ giới chiến đấu quy mô lớn theo chuẩn của phương Tây. Ví dụ, lực lượng Mỹ phải cần tới vài tháng, thậm chí là vài năm huấn luyện để làm chủ được khí tài. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga công bố ý định chấm dứt xung đột Ukraine. Báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nếu Tổng thống Erdogan thuyết phục được Tổng thống Putin quay lại thỏa thuận hành lang ngũ cốc, thì ông Erdogan sẽ làm được một điều tuyệt vời cho cả thế giới. Báo Milias của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30 tháng 8 đưa tin Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan sẽ giới thiệu với lãnh đạo các nhóm nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới G20 về ý định của người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Báo trên lưu ý rằng, cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành ngôi sao của hội nghị G20. Bài báo nhắc lại rằng Tổng thống Erdogan là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất có thể gặp Tổng thống Putin. Bài viết có đoạn, mọi người sẽ lắng nghe điều kiện của ông Putin và ý định của ông Erdogan trong việc ngăn chặn xung đột vũ trang. Nhà phân tích chính trị của tờ báo chỉ rõ rằng các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Nga cũng sẽ thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc. Theo ông, nếu Tổng thống Erdogan thuyết phục được người đồng cấp Putin quay trở lại vấn đề hành lang ngũ cốc, thì nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm được một điều tuyệt vời cho cả thế giới. Một bước đi như vậy sẽ không chỉ tăng cường vị thế ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Phi, mà còn tranh thủ được sự ủng hộ của các nước trong lục địa này tại Liên Hợp Quốc. Trước đó, ngày 25 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, các quan chức đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Peskov, cuộc gặp này sẽ sớm diễn ra và Nga sẽ thông báo về thời gian cũng như địa điểm tổ chức sự kiện. Trong khi đó, một nguồn thạo tin ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo đã được lên kế hoạch ở Sochi, Nga và có thể diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới. Tổng thống Erdogan có ý định nêu vấn đề nối lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen, ngoài ra việc thành lập trung tâm khí đốt và xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở thổ nhĩ kỳ cũng có thể là chủ đề chính của cuộc gặp báo medes của thổ nhĩ kỳ cho rằng nhiều khả năng các quan chức liên hợp quốc nga và thổ nhĩ kỳ sẽ đàm phán về sáng kiến ngũ cốc biển đen tại istanbul thổ nhĩ kỳ nếu sự kiện này thành công các cuộc đàm phán với sự tham gia của ukraine có thể diễn ra sau đó nga liên tục phản đòn vào các căn cứ quân sự của ukraine Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đêm 27 tháng 8 đã tấn công tầm xa một sân bay ở làng Pinchuki thuộc vùng Kiev của Ukraine. Vụ tập kích đã đánh trúng tất cả các mục tiêu đề ra. Mặc dù hiện tại chưa xác định được mục tiêu rõ ràng của không quân Nga, nhưng các nguồn tin cho biết đây có thể là sở chỉ huy hoặc trụ sở quân lực thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Không quân Ukraine cho biết đêm 27 tháng 8, không quân nước này đã đánh chặn tổng cộng 6 tên lửa, gồm 2 tên lửa hành trình Kali, 2 tên lửa dẫn đường KH-59, các tên lửa Kali được cho là phóng đi từ một tàu khu trục của Nga ở Biển Đen, trong khi tên lửa KH-59 phóng từ hai máy bay Su-34. Trong một diễn biến khác, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay không người lái về phía Moscow ở khu vực Lubezhi. Không có tổn thất về người hay thiệt hại được ghi nhận. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hai máy bay không người lái trên bầu trời vùng biên giới Bryansk. Cơ quan an ninh Ukraine SBU hôm 27 tháng 8 nói rằng Ukraine đã phóng 16 máy bay không người lái và một sân bay ở khu vực Kursk của Nga trong đêm. Vùng Kursk nằm sát biên giới Ukraine và sân bay Kursk nằm sâu khoảng 100 km trong lãnh thổ Nga. Như vậy, Ukraine đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong bộ môn cờ vua, đó là thế cờ khi người chơi không còn cách nào khác bắt buộc phải đi nước đi bất lợi cho họ. Một là người chơi bỏ cuộc, hai là họ chơi tiếp và chịu bất lợi từ nước cầu trước. Éo le thay, bất kỳ hành động nào mà chính quyền Kiev thực hiện cũng đều chứng tỏ họ đã sai và chỉ làm cho tình hình tệ hại thêm. Tổng thống Nga Vladimir Putin có rất ít điều để đàm phán khi nói đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vì ông ấy tiếp tục nắm giữ hầu hết các quân bài. Chiến tranh thắng hay thua thì phụ thuộc vào việc ai kiểm soát được nhiều lãnh thổ nhất. John Romos Mado, nhà phân tích quốc phòng và chống khủng bố, đồng thời là cựu biên tập viên quản lý cấp cao của tờ Buletti, một tờ nhật báo có 100.000 lượt phát hành ở Philadelphia, nhận định có hai từ để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine, đó là thỏa hiệp. Tuy nhiên, một thỏa thuận như vậy là giấc mơ viển vông vì nhiều lý do khác nhau. Bất kỳ thỏa thuận thỏa hiệp nào cũng sẽ chết yểu khi chưa đến đích. Tổng thống Nga Putin không có ý định rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky thì không có ý định nhượng lại phần đất nước nằm dưới sự chiếm đóng của Nga và được Nga tuyên bố chủ quyền. Trên thực địa, Ukraine giành lại được rất ít lãnh thổ dù đã tung ra nhiều đòn phản công. Ukraine đã đạt được những chiến thắng về mặt tuyên truyền với các cuộc tấn công vào Caucasus và cuộc đổ bộ của lực lượng đặc biệt lên bờ biển Crimea. Những lời lẽ ủng hộ Ukraine về việc quân đội Ukraine đã làm suy giảm khả năng chiến đấu của Nga bằng cách giảm số lượng pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân nghe có vẻ rất giống với những gì mà cỗ máy chiến tranh của Mỹ từng làm trong quá khứ. Ngoài ra, cuộc phản công của Ukraine cho đến nay đã không tạo được bước đột phá ngoạn mục nào và các hệ thống hậu cần tiếp tế của Nga cũng chưa hoàn toàn. Suy giảm những gì Ukraine miêu tả thì rõ ràng, cuộc chiến này vẫn chưa ở mức bế tắc. Trên thực tế, sương mù chiến tranh dày đặc trong cuộc xung đột này. Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu đầu tiên vào tháng 2 năm 2022 rằng chúng tôi sẽ tìm cách phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa Ukraine, cũng như đưa ra xét xử những kẻ đã gây ra nhiều tội ác đẫm máu chống lại dân thường, bao gồm cả công dân Liên bang Nga. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev lưu ý rằng họ sẽ chiến đấu trong nhiều thập kỷ và các chính phủ phương Tây sẽ thay đổi. Giới tinh hoa của họ sẽ mệt mỏi và cầu xin đàm phán cũng như đóng băng xung đột. Những người cho rằng người Nga sẽ thất bại trong bối cảnh bế tắc trên thực địa là đang tự dỡn với chính mình. Nga sẽ không nhượng bộ, Ukraine sẽ phải làm tốt hơn những gì đang làm trên chiến trường để tuyên truyền phù hợp với thực tế. Giờ đây, phương Tây đang trở thành nạn nhân của chương trình tuyên truyền của chính họ. Các quan chức quân sự ở Lầu Năm Góc đã đánh giá quá cao khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Họ không phải là những chiến binh siêu hạng có thể tiếp tục một cách không mệt mỏi dù không có đủ vũ khí, trái với cách mà họ được miêu tả trong tuyên truyền của phương Tây. Chuyên gia quân sự từng là chỉ huy của lực lượng Áo ở Mali và Kosovo, đại tá Marcus Bresner cho rằng việc mong đợi phép màu xảy ra ở tiền tuyến là phi thực tế, trong khi những người ủng hộ Kiev không cung cấp cho nước này đủ khí tải để thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình zdf của đức vài ngày trước ông resner nói thẳng thừng mà nói thì vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta là nạn nhân của sự tuyên truyền của chính mình ông giải thích rằng khi bắt đầu cuộc chiến chúng ta đã tự thuyết phục mình tin rằng binh lính ukraine với súng phóng lựu của đức trong tay đang ngăn chặn quân nga những lực lượng đó đã liên tục bị suy yếu kể từ đó, trong khi phương Tây chỉ cung cấp từ 50 đến 60% những gì mà giới lãnh đạo Ukraine yêu cầu để tiến hành một cuộc tấn công của riêng mình. Kiev đã tận dụng tối đa những gì sẵn có, nhưng lại thiếu các yếu tố quan trọng, chẳng hạn như lực lượng không quân hoạt động hiệu quả. Tiến độ tấn công chậm chạp của Ukraine đang tạo cơ hội cho các lực lượng của Nga thiết lập các tuyến phòng thủ mới, cách xa chiến tuyến hiện tại một khoảng cách, trong trường hợp không đạt được thành công đáng kể nào, các phương tiện truyền thông của Mỹ đã bắt đầu tìm kiếm kẻ dơ cao đầu chịu báng. Cho sự thất bại dễ thấy của cuộc phản công, nhưng những kỳ vọng cao ngay từ đầu đã không thực tế. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức giấu tên ở Washington tuần trước đưa tin rằng Mỹ khó có thể cung cấp cho Ukraine ở mức gần tương đương viện trợ quân sự năm nay trong năm 2024. Các quan chức quân sự Mỹ đang thúc giục các đồng nghiệp Ukraine tuân thủ các chiến thuật của NATO mà họ đã được chỉ ra trước cuộc phản công mùa hè. Việc Ukraine từ chối làm như vậy được cho là nguyên nhân khiến giới lãnh đạo cấp cao của Mỹ ngày càng thất vọng. Nga chuẩn bị đánh lớn ở Kupian 80.000 người dân Ukraine đã sơ tán khỏi khu vực Kupian chỉ trong một đêm. Hành động của quân đội Nga thực sự rất quyết liệt, muốn một lần quét sạch 9 lữ đoàn Ukraine tại khu vực Kharkov. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đang tập trung phần lớn quân về hướng Zaporizhia ở phía nam và tấn công ác liệt. Nhưng sau hơn 2 tháng giao tranh, họ chỉ giành được một vài ngôi làng nhỏ, nhưng lại thiệt hại rất nhiều. Do phân tán lực lượng trên chiến trường dài hàng nghìn km khiến quân đội Ukraine thiếu quân, hiện cuộc chiến ở mặt trận phía bắc của quân đội Ukraine ngày càng tệ. Chưa kể nguy cơ bị phản công, ngay cả thành phố trung tâm quan trọng nhất Kupian cũng suýt bị quân Nga tràn ngập. Vào đầu tháng 8, tình hình đối với Ukraine ở mặt trận phía Bắc vốn đã rất nguy kịch. Hàng giao cuối cùng là làng Sinskivka lúc đó cũng chưa bị mất, nhưng đã ở trong tình thế quân đội Nga có thể tràn ngập bất cứ khi nào họ muốn. Để không để quá nhiều người dân rơi vào tay Nga, chính quyền Ukraine hơn chục ngày trước tuyên bố, người dân phía đông sông Oski cần phải sơ tán. Đầu tiên có 37 khu dân cư, đến tháng 8 đã tăng lên 53 khu, Cách đây vài ngày, con số này đã tăng lên 68 khu và khoảng 80.000 người dân Ukraine đang sơ tán về vùng Kharkov chỉ trong một đêm. Đồng thời, quân đội Nga cũng có những động thái mới. Chính phủ Nga dự kiến sẽ bắt đầu đợt tòng quân quy mô lớn vào tháng 10, nhưng con số chính xác thì chưa chắc chắn. 200.000, 300.000 hay là 400.000 người đều có thể. Đánh giá thành tích hiện tại của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine có lẽ không cần quá nhiều quân, nên nhớ là đợt điều động đầu tiên vào mùa thu năm ngoái, qua đội Nga đã tăng thêm khoảng 300.000 quân, nên giảm năm nay sẽ hợp lý hơn. Được biết đợt nhập ngũ này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm nay nhưng không được thực hiện do áp lực của dư luận ở Nga. Tuy nhiên, đây không phải là điểm mấu chốt, mà mấu chốt là nếu Nga bắt đầu thực hiện đợt nghĩa vụ quân sự mới, đồng nghĩa với việc chính phủ và bộ tổng tham mưu của đội Nga sẽ nhiều khả năng lên kế hoạch trong năm nay. Rất có thể mùa thu này, quân đội Nga sẽ phát động một chiến dịch đủ lớn để phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Nga-Ukraine. Đánh giá theo tình hình hiện tại, điểm đột phá này có thể sẽ được chọn ở Kupian. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã diễn ra được một năm rưỡi và cả hai bên hiện tại đang chơi con bài của mình. Kupian là cửa ngõ vào vùng Kharkov. Một khi trung tâm này được mở ra, thì các thành phố Kharkov, Izium, Krasnolimansky, những thành phố quan trọng ở Donbass, nơi từng là trận chiến đẫm máu giữa quân đội Nga và Ukraine, sẽ bị quân đội Nga tấn công một lần nữa. Thậm chí, quân đội Nga có thể trực tiếp mở đường tới Slavyansk, cắt đứt đường tiếp tế của quân Bakhmut, Ukraine từ phía sau, đồng thời tiêu diệt lực lượng chủ lực Ukraine gồm 9 lữ đoàn ở tuyến phía Bắc trong một đòn tấn công, đồng thời nối liền tuyến đường phía Bắc và phía Đông, loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa của quân đội Ukraine ở phía Bắc Lugansk và Donetsk. Mục tiêu chủ yếu của quân đội Nga là Kupian và quân đội Ukraine vốn đã yếu hơn, không thể chiến đấu trên hai mặt trận phía Bắc và phía Nam. Như vậy, có thể thấy rõ ý định của Nga nhằm giáng một đòn chí mạng vào quân đội Ukraine ở mặt trận phía Bắc, nơi dễ bị tổn thương nhất. Đây cũng là cơ hội tốt để Nga tập hợp, tiêu hao lực lượng chủ lực của Ukraine và chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Để thực hiện điều này, ngay từ cuối tháng 7, hội đồng an ninh Liên bang Nga đã thông qua dự luật tăng tuổi nhập ngũ. Đến ngày 4 tháng 8, tổng thống Putin chính thức ký ban hành luật, quyết định tăng độ tuổi tối đa cho nam giới Nga nhập ngũ từ 27 đến 30 tuổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo ước tính của truyền thông Nga, dự luật này có thể bổ sung thêm 2 triệu quân cho quân đội Nga. Đồng thời, một số phương tiện truyền thông Nga cũng cho rằng việc tuyển dụng binh sĩ lớn tuổi vào quân đội cũng có thể nâng cao chất lượng sử dụng vũ khí kỹ thuật ở một mức độ nhất định, góp phần quan trọng tăng hiệu quả chiến đấu cho quân đội Nga, hiện đang nỗ lực cải thiện số hóa và thông tin hóa. Tờ Xô Huy của Trung Quốc nhận định sau khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine, tình thế tiến thoái lưỡng nan về địa chính trị mà Nga phải đối mặt vẫn không hề giảm bớt, mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt sau khi Phần Lan gia nhập NATO. Biên giới giữa Nga và NATO đã tăng hơn 1.300 km, áp lực về quốc phòng đã tăng lên nhiều lần, đương nhiên cần phải tăng thêm quân để đối phó với mối đe dọa từ NATO. Tuy nhiên, xét đến tầm quan trọng của thành phố Kupian, nhất là khi quân đội Ukraine về cơ bản không thể phòng thủ, quân đội Nga được cho là sẽ bao vây Kharkov một lần nữa, bằng cách chọc thủng phòng tuyến phía Bắc với lực lượng vượt trội. Khả năng này là quá hấp dẫn đối với Nga, nếu tràn ngập được Kharkov, không chỉ mối đe dọa an ninh đối với tỉnh Belgorod của Nga về cơ bản sẽ bị loại bỏ. Nhưng quan trọng hơn, một chiến thắng lớn như vậy cũng đủ để đánh bại hoàn toàn niềm tin của phương Tây đối với Ukraine. Đồng thời ý chí phản kháng của người Ukraine cũng sẽ bị lung lay. Trong chiến đấu, yếu tố bí mật bất ngờ hết sức quan trọng. Bây giờ, Kupian và các khu vực phụ cận gần như không phòng ngự. Kiev đang từng bước rút lui, thành phố bị mất chỉ là vấn đề thời gian. Lợi dụng Kupian để giáng một đòn nặng nề hơn vào quân đội Ukraine là thời cơ tốt nhất của Moscow. Các nhà quan sát cho rằng từ góc độ khách quan, khó có thể nói trước liệu sẽ xảy ra các chiến dịch lớn hay không, nhưng nếu quân đội Nga muốn đạt được kết quả then chốt trong năm nay, thì Kupian là lựa chọn tốt nhất. Ali Bongo, từ ca sĩ đến Tổng thống Gabon bị lật đổ, Ali Bongo từng theo đuổi đam mê âm nhạc trước khi trở thành Tổng thống Gabon, để rồi bị quân đội lật đổ ngay khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Nhóm sĩ quan quân đội Gabon đại diện cho toàn bộ lực lượng an ninh, quốc phòng ngày 30 tháng 8 tuyên bố đảo chính quản thúc tại gia Tổng thống Ali Bongo, Omdiba, 64 tuổi, giải tán toàn bộ thể chế chính quyền, chấm dứt 14 năm nắm quyền của ông. Ali Bongo sinh ra ở thành phố Bazavi của nước láng giềng Congo hồi tháng 2 năm 1959. Trong thời kỳ khu vực này vẫn là thuộc địa của Pháp, nguồn gốc của ông từng gây tranh cãi suốt nhiều năm, với những tin đồn rằng ông là con nuôi của cựu tổng thống Omar Bongo, điều mà gia tộc này bác bỏ. Khi Ali Bongo lên 8, cha ông lên nắm quyền lãnh đạo Gabon. Kể từ đó, cuộc đời ông bước sang trang mới, được hưởng những điều tốt đẹp nhất ở Gabon. Năm 9 tuổi, Ali Bongo theo học trường tư ở nơi Ly Pháp sau đó đại học Sorbonne ở thủ đô Paris để theo đuổi ngành luật, nền tảng giáo dục chủ yếu ở nước ngoài khiến Omlyba bị nhiều người Gabon coi là người ngoài. Ông ấy không sinh ra trong dinh tổng thống nhưng cũng gần giống như vậy. Việc ông ấy được gửi tới những trường tốt nhất tại Pháp và không học tiếng địa phương là điều khiến ông ấy bị chỉ trích sau này. François Gom, nhà sử học Pháp chuyên nghiên cứu về Gabon nói Năm 1973, Ali Bongo và cha của ông cải đạo sang đạo hồi, trở thành những thành viên hiếm hoi trong gia tộc làm như vậy, trong khi tôn giáo chính của Gabon là Kitô giáo. Động thái này được nhiều người coi là cách để thu hút đầu tư từ các nước Hồi giáo. Khi còn trẻ, Ali Bongo đã sớm bộc lộ đam mê bóng đá và âm nhạc, đều được thừa hưởng từ người mẹ là ca sĩ Gabon, Patien Dabani. Tài năng âm nhạc của ông sớm được khẳng định khi ra mắt album nhạc Frank, A chín trăm Man năm 1977 trong vai trò ca sĩ. Tới những năm gần đây, khi đã làm tổng thống Gabon, Ali Bongo được cho là vẫn giữ niềm yêu thích với các thể loại âm nhạc. 4 năm sau đó, Ali Bongo chuyển hướng sang chính trị, ông làm việc trong chính quyền của cha mình với vai trò bộ trưởng quốc phòng suốt 10 năm và được bổ nhiệm làm ngoại trưởng vào năm 1989. 3 năm sau ở tuổi 32, ông phải từ chức do hiến pháp mới của Gabon quy định bộ trưởng phải trên 35 tuổi. Ban đầu, người dân Gabon không coi Ali Bongo là ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm cha, nhưng sau đó ông ấy trở nên chín chắn hơn vẻ bề ngoài của mình. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy sự nghiêm túc của ông ấy là khi Ali Bongo tái cơ cấu quân đội. Chuyên gia Gome nói, trước khi Tổng thống Omar Bongo qua đời vào năm 2009, Ali Bongo dường như vẫn chưa thuyết phục được các cử tri ở Gabon. Ông sau đó xây dựng hình ảnh là người giản dị, năng nổ đi vận động tranh cử ở các địa phương. Cha ông ấy theo chủ nghĩa dân túy nhưng Ali Bongo lại lớn lên trong nhung lụa, khiến ông khó khăn khi kết nối với tầng lớp nhân dân. Chuyên gia Kume nhận xét, dù vậy trong cuộc bầu cử năm 2009, Ali Bongo vẫn đắc cử Tổng thống với 42% phiếu bầu. Tôi tự lực giành lấy vị trí này không phải là từ trên trời rơi xuống, Ali Bongo nói về chiến thắng khi đó. Tuy nhiên, trong suốt thời gian nắm quyền từ năm 2009, Tổng thống Ali Bongo luôn bị phe đối lập hoài nghi về tính chính danh của mình. Tới cuộc bầu cử năm 2016, ông Ali Bongo tiếp tục bị nghi ngờ thiếu minh bạch khi đánh bại đối thủ với chỉ 6.000 phiếu. Phe đối lập Gabon đã cáo buộc xảy ra gian lận bầu cử, song Đảng Dân Chủ Gabon, PDG cầm quyền bác bỏ. Ông Ali Bongo và các thành viên trong gia đình cũng từng bị cáo buộc tham nhũng. Hình ảnh Tổng thống Gabon, cổ động viên nhiệt thành của Real Madrid, chở cầu thủ Lionel Messi đi vòng quanh thủ đô, Liberview trên một chiếc xe ô tô xa xỉ gây chú ý vào năm 2017. Cảnh sát Pháp cũng đã từng tiến hành cuộc điều tra dài 7 năm với gia đình Tổng thống Ali Bongo, cho hay gia đình ông sở hữu 39 bất động sản ở Pháp cùng 9 chiếc ô tô hạng sang. Cuộc điều tra đã bị đình chỉ vào năm 2017, do không đủ bằng chứng cho thấy các thành viên gia đình Tổng thống Ali Bongo tư lợi bất chính. Gia đình ông cũng liên tục phủ nhận cáo buộc. Trong khi đó, những người dân Gabon ủng hộ Ali Bongo lại coi ông là người đóng góp quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc dầu mỏ của đất nước. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank, vào năm 2016, ngành dầu mỏ của Gabon chiếm 80% xuất khẩu, 45% GDP và 60% doanh thu tài chính của đất nước trong 5 năm trước đó. Tuy nhiên, trữ lượng dầu mỏ của Gabon đang dần suy giảm. Ali Bongo rất nhạy bén và có thể nhận ra khó khăn với ngành khai thác dầu mỏ là không tạo ra nhiều việc làm. Mục tiêu của ông ấy là biến Gabon thành nền kinh tế có kỹ thuật và công nghệ cao hơn. Nhà phân tích Paul Meli của tổ chức nghiên cứu Chatham House có trụ sở tại Anh nhận xét. Tổng thống Ali Bongo đã tận dụng các mối quan hệ của mình để thúc đẩy xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ hơn. Ông được cho là đã đi khắp thế giới để tìm kiếm các nhà đầu tư và đối tác ở các quốc gia như Ả Rập Xê Út. Cowas đồng thời vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Pháp. Trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út để dự hội nghị đầu tư hồi tháng 10 năm 2018, ông Ali Bongo bị đột quỵ và phải nhập viện. Ông sau đó đã vắng bóng nhiều tháng trước công chúng và chính quyền Gabon cũng không lên tiếng về tình hình sức khỏe của tổng thống. Đồn đoán về tình hình sức khỏe của Ali Bongo sau đó gia tăng khi ông đi lại một cách khó khăn và phải chống gậy trong những lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. Trong chuyến thăm Pháp hồi tháng 6, ông đi lại tập tễnh và cần người hỗ trợ lên bậc cầu thang. Ali Bongo bác bỏ những hoài nghi về sức khỏe của mình và vẫn quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Những người ủng hộ, Ali Bongo cho rằng ông khó cử động chân và cánh tay phải, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới năng lực lãnh đạo của ông. Cơ quan bầu cử Gabon ngày 30 tháng 8 thông báo Tổng thống Ali Bongo tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với 64,27% phiếu bầu. Ngay sau khi kết quả bầu cử được đưa ra, các sĩ quan quân đội tuyên bố đảo chính vì cuộc bầu cử không đáng tin cậy. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe và tương lai chính trị của Ali Bongo.